Chào cô chú anh chị nha. Hiện tại thì nghệ sĩ Linh Tâm, dạ trước mặt hậu nhân này cả nhà, cũng đang có mặt tại đây. Chú đến rất là lâu rồi cả nhà, hồi nãy hơn nửa tiếng rồi. Dạ thì bên trong là những sư thầy cũng đang cầu nguyện cũng như là tụng kinh nữa cả nhà. Thank you.
Đoàn đi chưa? Chưa. Anh đang chạy lên. Hả? Anh đang chạy lên. Quay tiếp đi vòng vòng nữa đúng không chỗ? Quay tiếp đi vòng vòng nữa đúng không chỗ?